Vâng, cho em xin hỏi thầy là con nhà em năm nay học lớp 7 ạ. Lớp 7. Vâng ạ, nhưng mà thỉnh thoảng con nhà em, con trai nó nổi cái mày đay đấy. Ừ. Nổi cái mày đay thì con mua đá về thì cũng chơi cho cháu trường. Liệu ừ. có sao? Thực ra là mình đừng làm quá lố. Ví dụ đối với mình nó làm 800 quán mà trong vòng 5 phút, còn con trẻ thì nó còn trẻ thì mình cho nó chừng 2 phút thôi và mình cho nó chườm, nó không có dùng gan. Thì một cái điều mà hay của trong cái phương pháp chườm đá của mình á, thì khi mà chườm đá nó không dùng gan á, thì những cái trường hợp này dị ứng nè, nổi mười đai nè, và thậm chí là dị ứng do phấn hoa mà ở châu Âu á ta bị nhiều lắm, là cũng đều giúp cho cái người bị đó được ổn định. Cũng như kinh nghiệm vừa rồi là tôi làm một năm, sau khi tôi làm một năm ở châu Âu xong tôi đi vòng lại, thì những cái người học trò từ trước đến nay hay bị dị ứng phấn hoa là đều được ổn định hết và họ rất là mừng. Mà chỉ có một cái việc đơn giản thôi, chườm nó nóng dùng gan, thì đối với con mình cũng vậy. Rồi xin cảm ơn, mời tiếp. Bữa nay có cơ hội cứ hỏi. Thế thầy là em thì cái bị sỏi thận một bên thận và đã mổ cách đây hơn 10 năm lại tái lại như cũ. Thế thì liệu mình thì dùng cái đá này chỉ chườm vào thận để bổ sung thận thì nó có cải thiện được không? Tôi xin hỏi anh một câu, anh hồi xưa giờ anh có bị gút chưa, tức là cái bị axit uric tăng chưa? Chưa. À, rồi, rồi, cảm ơn anh. Cái điều đó thì yên tâm rồi. Thì như vậy là cái sạn của anh chỉ là một cái sạn do oxalate được canxi thôi, chứ không phải là do cái một cái acid uric nó thừa mà nó làm mấy cái tô bít nằm trong thận. Vì mấy cái tô bít mà nó nằm trong thận á, cái thì cũng hơi khó khăn cho mình. Và cái sạn đó nó cũng bị tái hoài. Và riêng cái sạn thận á, mà oxalate được canxi á, nó sẽ tái đi tái lại suốt cả cuộc đời tới khi nào chấm dứt thôi. Tại vì mình mổ rồi cũng bị thì mình cái điều quan trọng nhất ở trong cái cuộc đời là đừng bao giờ là nín tiểu. Hai cái điều quan trọng nhất cuộc đời là gì? Đừng bao giờ nín tiểu khi mắc tiểu, và đừng bao giờ không uống nước khi khát nước. Nói chung là nước uống nhiều là tốt đấy, đừng uống bia nhiều nha, bia uống lon thôi. Nhưng mà khi mình đã bị sạn rồi á, thì một cái phương thức á, mà chữa sạn á, mà tôi cho là nó tương đối dễ chịu nhất à, đó là anh dùng củ cải trắng mỗi ngày anh dùng ký. Thì bây giờ mình có cái máy, mọi người biết có cái máy mà ép trái cây rồi đó, thì mình rửa cho sạch cái ra, mình bỏ vô cái máy ép thì nó hay lắm, nó ép một cái ra nước không mà sạc bỏ ra, thì bỏ chút xíu miếng muối vô mình uống cái đó, thì cái đó chính là cái chất mà làm cho cái oxalate được canxi á, nó tiêu ra hết. Và mọi người không tin á, thì lấy một cái cục sạn thận á, bỏ vô cái chén và lấy cái nước cốt của mà mình lấy nước cốt từ cái củ cải trắng á, mình đổ vô đi, thì từ sáng tới trưa tới chiều vậy mình trở ra nó mụn thành bột hết, nó thành bùn hết. Do đó mình uống cái đó, và khi mình uống cái đó xong á, thì bắt buộc nó, cái nước đó nó cũng sẽ đi vào trong cơ thể mình, rồi nó cũng hòa lẫn ở trong cơ thể mình, rồi nó cũng phải đi qua thận để nó lọc một lần nữa, và nó làm tác động đến cái viên sạn đó, và nó làm cho cái đó nó mềm ra, tiêu ra, và chúng ta dùng liên tục trong vòng một tháng chúng ta đi chụp lại sẽ không còn gì hết, sạch sẽ. Tất nhiên là không bao giờ quên một cái điều mà tôi nói, nếu như đã bị sạn thận rồi thì đừng có trốn chạy nó, bởi vì trước sau nó cũng trả lại với mình. Cho nên sau khi mình thực hiện cái phương thức hãy đi tiểu, mắc tiểu là đi tiểu, hãy kháng nước là phải uống nước, và uống nước nhiều càng tốt. Và sau đó là đừng có quên, cứ một tháng sau khi mình khỏi rồi thì mình cũng có vài đợt uống cái củ cải trắng cho tôi. Ok. Thank you.
Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.